Ngày 11 tháng 9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm 94 bị cáo trong băng nhóm áo cam gây rối trật tự công cộng, đập phá quán ốc ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phiên xử dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 9. Thẩm phán chủ tọa là ông Trần Thanh Minh, thẩm phán dự khuyết là bà Quách Thanh Bình, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Phan Trung Hải và ông Trần Võ Thắng Trung. Trong vụ án này, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành và 17 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Hồ Chí Linh và 73 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Phạm Anh Kiệt, Đào Minh Thiện, Lê Tuấn Kiệt bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trực tuyến. Tuy nhiên, do các cơ quan tiến hành tố tụng không thống nhất về phương án xét xử, nên phiên tòa được xét xử trực tiếp tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.